cái tên này cũng hay này. Đông nghịt luôn. Đi mày chen được mày chen đi. Lại đi. Rồi, em cái gì đây? Cái này này. Cái gì? Thử không? Đợ ngứa, đợ ngứa. Thảo đi Thái Nguyên rồi. Chị đi chơi à? Anh à, cuối tuần nó đông em ạ. Nín cho tao đi. Trời, nó đông luôn. Đông thật sự. Y đang nó về mà. Ta qua trả thế này đi. Đừng đi. Không. Có hàng má em ơi. Trên quang xa quá. Đấy, thằng đi đâu về đây, thằng đi đá này. Lạc đường. Lạc mất đâu mà lạc. Chị có nghe đâu chị, rửa mà đi. Bảo ơi, quay qua đây cho Nhật nó ngắm rồi. Máy nghe nhanh lên không? Cú mày nghe đây, gì đắng không đi được. Mẹ mày đi đâu rồi? Ê. Ê đây. Cái này, nhìn này. Đúng rồi. Anh Nhật tao nói mày này. Đây. Dạ. Kêu dèo. Ôi Bảo đẹp trai lắm em ạ. Bảo chạy vào giờ này chảnh chó lắm. Ôi nóng quá. Cô ơi,
Vui đi anh mua bác ấy luôn. Im mồm đi bảo ạ. Còn vui còn đi, buồn cũng đi. Mới 8 giờ kém thôi. Hả? Khổ đấy. Thổi ra lên thì người ta biết rồi. 25.000. À, nãy mua vài chục nghìn. Cái vòng hoa này đẹp nè. Vòng hoa này đẹp á. Cái này đeo lên tóc lại đẹp này. Hả? Hay là mua một cái. Không, cái này là độ tóc. Đây. Đây, được rồi. Này bao nhiêu ạ? Lại có đèn là 30, không đèn là gì ạ? Đâu, cái này có đèn à? Có ạ. Hả? Mà cái này đi. Cái này hơn là cái kia hơn. Đèn 2, 4 nó chả cháy. Đeo bừa bừa sụt cọc. Em cãi với này, thằng con hơi là em cãi với. Ai? Không luôn. Khi nào chị dùng chả này chị cho em nhá. Trong máy đi, tao trả tiền. Tao mua tao trả tiền chứ. Để tên 50 lắm rồi. Rồi sáng 30 thôi. Dê 30 được không? 30 đi ạ. Hả? 30 cây. Em nghe là 40. Để 50 rồi sáng. Alo. À về. Không, chị trả tiền em, không phải bảo trả tiền đâu. Chân là chân tròn. Chân là tròn. Vãi, còn nghe đổ xăng rồi chứ. Có đi đời đâu thấy, cô chị nó đội luôn rồi. Anh đừng có đọc cướp. Tôi chào vào ngoài tao. Ngoài chân quá. Quay lại còn lâu mới. Ta đi đỡ tốn điện. Bảo trì nó men. Ơ, anh ơi. Đông quá trời đông. Trả đèn đây. 3.000, 30.000 một vòng đèn. Đắt trời ơi. Cái gì nhà máy rảnh lắm. Xin gần từ đâu rồi, tôi vừa rồi. Chị hay đã. Ba dãy phố. Ê, dễ đàng nào vậy? Đi thẳng đúng không? Quay đường nào? Úi giời. Đường nào ấy? Cái đường nào? Mát chưa?